7. Dù rằng vô cảm, nhưng anh ta bị Kano nói ra điểm yếu cho sườn hết cả mặt. Nụ cười dần dần trở nên giả chân. Sau đó cô bé còn ra chiêu sỉ nhục chửi xa xả vào mặt ảnh, khiến anh từ vô cảm trở nên trầm cảm. Anh không kiềm chế được nữa mà cầm quà chặt luôn cô vào sau đó. Duma có ấn tượng khá mạnh với Kaneo Kocho, chị của Shinobu. Cô ấy có thể cầm cự với anh một thời gian dài. Anh khá tiếc nuối là trời sáng không thể ở lại được lâu, chứ anh thích ăn thịt cô lắm. Tiếc ghê. Duma có khả năng hấp thu con người thông qua thể xác của mình mà không cần cắn xé, đơn giản là hòa tan họ vào cơ thể của mình mà thôi. Tuy nhiên có vẻ như anh ta thích cảm thụ cảm giác ăn uống cùng vị máu thịt bằng lưỡi của mình. Ảnh thường cầm tay, cầm chân hay một số bộ phận khác của phụ nữ mà cắn nuốt từ từ.